Chào quý vị và các bạn. Học trường nào, học ngành gì, có lẽ là câu hỏi các sĩ tử được nghe nhiều nhất trong những ngày gần đây. Nhưng cũng có người đặt ra câu hỏi, có cần học đại học hay không? Và tại sao việc không học đại học lại nổi lên như một làn gió ngược chiều trong những năm gần đây? Trước khi trả lời những câu hỏi này, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được bàn luận về câu chuyện học đại học thì được gì? Cùng khách mời đa ngành Duy Dương. Duy Dương được biết đến là một gương mặt MC quen thuộc của khán giả trên sóng VTV. Ngoài ra, cậu cũng đảm nhiệm các công việc liên quan tới mảng tài chính. Để biết được đâu là nghề tay trái hay là nghề tay phải của chàng trai này, xin mời theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào Duy Dương ạ. Mời bạn gửi lời chào đến quý độc giả của báo điện tử VOV ạ. Vâng, xin chào chị Thị Uyên cũng như là các khán giả đang theo dõi chương trình của báo điện tử VOV. Mình là Duy Dương và rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay. Duy Dương này, tại thời điểm hiện tại, bạn nhận thấy mình là một con người như thế nào? Trong thời điểm ngay bây giờ thì em đang cảm thấy là một con người tự do về suy nghĩ cũng như là về công việc và rất là tự tin về cuộc sống của mình và đang cố gắng và nỗ lực để đạt được những cái mục tiêu mà mình đề ra. Vậy thì chúng ta hãy cùng quay ngược đồng hồ một chút đi. Quay trở lại 4 năm trước đây khi bạn vừa mới tốt nghiệp trường đại học thì Duy Dương lúc đấy là một chàng trai như thế nào ạ? Cái giai đoạn đó thì em nghĩ rằng cũng rất là nhiều điều biến động và nhiều trăn trở trong suy nghĩ. Quay thêm một chút nữa đi. Quay thêm 4 năm nữa. Vào năm 2014, Duy Dương 18 tuổi, có hoạt ngôn, có tự tin như bây giờ không ạ? Thực ra là khi mà em 18 tuổi thì em rất tự tin vào khả năng học tập của em. Em cũng đã được giải ba quốc gia hóa từ năm lớp 11 và liên tiếp là trong những năm trước đó và sau này thì em cũng giành được nhiều giải thưởng học sinh giỏi thành phố và tỉnh ấy. Đấy thì tuy nhiên là ngoài cái vấn đề học tập ra thì em cũng có những khó khăn và trở ngại riêng của bản thân. Ví dụ trong việc kết nối và giao tiếp với bạn bè. Em có một cái vấn đề này không biết là mọi người có gặp phải không. Em cảm thấy là mình không có một người bạn thân nào cả. Tức là em không cảm thấy là có một sự gắn kết đặc biệt nào với một người nào mà em có thể gọi là bạn thân. Không biết bạn thế nào, chứ năm tôi 18 tuổi thì tôi như thế này. Tôi là một học sinh tương đối là nhút nhát trong lớp. Tôi nói ít, tôi giao tiếp ít. Và tôi cảm thấy là cái thế giới của mình nó rất là nhỏ bé thôi. Sau đại học thì khác. Vậy thì với Duy Dương thì anh nghĩ rằng cái môi trường đại học nó có cái vai trò như thế nào trong việc định hình tính cách của anh? Như em cũng vừa chia sẻ thì chị vừa khơi gợi một cái hành trình của em từ 18 tuổi này, rồi đến khi mà sau 4 năm đại học tốt nghiệp và sau đó là 4 năm thì đi làm, đúng không? Đó thì cũng đã có cái sự thay đổi từ một chàng trai gọi là chỉ gọi là tự tin ở vẻ bề ngoài thôi, tốt với những cái gì mà mọi người nhìn thấy thôi, còn bên trong là rất là nhiều tâm sự và rất nhiều bất ổn đấy, để trở thành một con người hiện tại là cũng gọi là tự tin hơn được cuộc sống của mình rồi, mọi thứ cũng có thể là kiểm soát hơn được rồi. Thì em nghĩ rằng ấy, cái quá trình của mình học đại học ấy, nó là một cái bước chuyển tiếp cực kỳ quan trọng và nó đã giúp em gọi là phát triển những kỹ năng, kiến thức cũng như là về tâm sinh lý của em ở bên trong nó được hoàn thiện hơn rất là nhiều để em có thể tự tin hơn trong cái cuộc sống. Thứ nhất em nghĩ là đầu tiên vẫn là việc học tập. Khi mà vào trường đại học ngoại thương ấy thì em học chuyên ngành kinh tế đối ngoại và em được tiếp xúc với những kiến thức mới. Không chỉ là về kiến thức đề cương, rồi thì kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics. Thì nó mở ra cho em một cái chân trời mới và em thấy rằng thế giới nó thật là rộng lớn và có rất là nhiều những cái cơ hội ở trước mắt. Không chỉ là công việc mà còn là những cái trải nghiệm cuộc sống khác nữa. Vậy còn nội lực trong bạn thì sao? Có thay đổi gì không? Nội lực thì em nghĩ rằng cũng là một cái câu hỏi rất là hay đấy. Trong cái quá trình học ấy, thì em vẫn nhớ cái hình ảnh đầu tiên của mình khi mà bước vào trường đại học ngoại thương. Đầu tiên em nghĩ rằng là em rất là giỏi. Nhưng mà khi em bước vào rồi, em gặp những ngôi sao sáng hơn rất là nhiều. Rất nhiều người giỏi khác. Bạn trai, bạn gái, tất cả mọi người đều có giải thưởng này. Cũng giải quốc gia này, thậm chí giải quốc tế. Thậm chí là IELTS 7.8. Và đã tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa từ hồi cấp 3 rồi. Những câu lạc bộ rất là nổi tiếng rồi. Đó thì em thấy rằng là quá là nhiều ngôi sao đấy. Và lúc đầu là em cũng thấy hơi tự ti một chút. Nhưng mà sau đó thì em nghĩ rằng là những người bạn này chính là những tấm gương để mình học hỏi. Các bạn cũng như mình thôi, cũng là một con người như mình. Và nếu mà các bạn làm được thì mình cũng bằng cách nào đó mình sẽ cố gắng và làm được. Có lẽ là gần như là câu chuyện này sẽ không xảy ra với Duy Dương, một con người mà tôi nghĩ là bạn học khá là tốt. Học đâu, thi đâu thì đỗ đấy. Nhưng có bao giờ Duy Dương nghĩ rằng là nếu không học đại học thì mình sẽ như thế nào không? Câu hỏi này khó đấy. Thì chắc là em sẽ cần một thời gian khá là dài để bình tâm lại và tìm cho mình một hướng đi mới. Nhưng mà em nghĩ là có thể là sẽ là một năm.
vì năm sau mình có thể thi đại học được mà, đúng không nào? Và bên cạnh đó thì em nghĩ rằng á, đại học ấy thì chưa chắc đã là con đường duy nhất. Nó là một bước chuyển tiếp tốt và nó giúp cho chúng ta có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới và mở mang cái suy nghĩ của mình ra. Thì đôi khi là trong đó là chúng ta cũng tìm thấy được là cái hình tượng tương lai mà mình muốn, cái câu chuyện tương lai mà chúng ta muốn đi. Đấy, nhưng mà nó không phải là cách duy nhất. Em thấy là cũng có nhiều bạn học đại học xong thì vẫn lạc lối như bình thường. Thậm chí bản thân em cũng lạc lối mà. Khi mà em học đại học xong đúng không? Em làm một công việc đúng chuyên ngành rồi, sao em lại thấy là em không hợp nữa? Em lại chuyển ra một công việc khác, ở một chuyên ngành khác nữa. Thậm chí là em cũng đâu có được đào tạo về MC đâu, mà bây giờ em cũng làm MC. Đấy thì em nghĩ rằng là đại học là một cái nơi tốt. Tuy nhiên là đôi khi nó không phải là tất cả, nó không phải là nơi mà quyết định chúng ta sẽ là ai trong tương lai, mà chỉ có thể là bản thân chúng ta thôi. Thế thì chúng ta sẽ nhìn rộng ra một chút. Bằng trải nghiệm của bạn, bạn cảm thấy là đại học đóng vai trò như thế nào trong việc hình thành tính cách của một con người, nhất là khi chúng ta bước qua cái giai đoạn rất quan trọng, đó là giai đoạn năm 18 tuổi? Theo em thì đầu tiên là đại học cung cấp cho chúng ta những cái kiến thức về cái chuyên ngành mà chúng ta muốn học hỏi. Thứ hai là nó cũng giúp rèn luyện những cái nhân cách của trong bên trong chúng ta. Khi mà chúng ta được tiếp xúc với nhiều người khác nhau, bạn bè, thầy cô, rồi thì những mối quan hệ xã hội khác nữa, thì nó làm cho chúng ta có nhiều trải nghiệm hơn, và từ những trải nghiệm đó thì chúng ta dần dần lớn lên. Đó. Còn việc lớn lên nhanh hay chậm, hay là tốt hay xấu như thế nào là tùy mỗi con người. Có vẻ đại học cũng là một xã hội thu nhỏ để chúng ta có những vấp váp đầu đời, phải không ạ? Dạ, em nghĩ là như vậy. Vào năm 2019, khi mà em gái tôi thông báo với cả nhà là em ấy tìm được việc rồi, một công việc là liên quan đến vị trí kế toán. Tuy nhiên cái điều mà khiến gia đình tôi thảng thốt không phải là em ấy tìm được việc, mà là chuyên ngành học của em ấy là lao động xã hội. Nhưng đến khi ra trường, em ấy lại làm nghề kế toán. Có bao giờ Duy Dương đã trải qua những câu hỏi hay là những trạng thái như thế chưa? Chắc chắn À, là trải qua rất là nhiều. gia đình tôi còn có một câu khiến tôi không bao giờ quên được, đấy là: vậy thì 4 năm đại học bỏ đi à? Thực ra em nghĩ là không phải bỏ đi đâu. Vì những kiến thức trong trường đại học hoàn toàn đâu đó sau này, kể cả chúng ta làm trái ngành, chúng ta vẫn có thể ứng dụng được trong cuộc sống. Thì cái việc không phải là các bạn chọn một cái chuyên ngành ở đại học và các bạn nhất định là sau khi ra trường các bạn phải làm cái công việc đấy. Vì em thấy là mọi người, bạn bè em rồi theo cái thống kê trên mạng xã hội, trên TV cái thứ, mọi người làm việc trái ngành, trái nghề rất là nhiều. Đấy, nhưng mà cuộc sống của mọi người vẫn ổn. Đâu có thấy đau khổ gì đâu, thậm chí là còn vui hơn khi mà mọi người đã tìm ra được một cái công việc hay là một cái hành trình mà mọi người mong muốn. Khi mà tôi mới đi làm ấy, thì một trong những câu hỏi để mọi người làm quen tôi nhiều nhất là em học ngành gì? Cá nhân tôi thì tôi cảm thấy là mình được học, được làm đúng cái ngành mà mình đã được đào tạo, nó là một điều khá là tuyệt vời. Duy Dương nghĩ về điều này như thế nào? Em cũng nghĩ là như vậy. Nếu mà các bạn may mắn khi mà các bạn lựa chọn được đúng chuyên ngành mà các bạn mong muốn, các bạn thích, rồi thì sau này khi mà ra trường rồi các bạn cũng kiếm được một cái công việc đúng chuyên ngành như vậy, thì các bạn sẽ có lợi thế. Tức là các bạn đã được đào tạo một cách rất là chính quy và bài bản ở trong trường đại học rồi. Thậm chí có thể nói là tôi được đào tạo 4 năm kinh nghiệm trong cái ngành này rồi ấy. Đấy, còn đối với những người khác, khi mà các bạn phải nhảy sang trái ngành, các bạn sẽ phải học những kiến thức mới, sẽ phải bắt đầu một hành trình mới. Nhưng mà không phải là các bạn không có lợi thế của riêng mình, bởi vì em nghĩ rằng cái câu chuyện khi mà chúng ta chuyển ngành như vậy thì chúng ta có thể đánh giá con người đó là một người rất là dũng cảm và sẵn sàng theo đuổi cái đam mê, theo đuổi cái tiếng gọi trái tim của mình, chứ không phải là một người là cam chịu và an phận. Đó thì đó cũng là một cái điểm sáng của những người mà nhảy việc trái ngành chẳng hạn. Thế thì có vẻ như là đại học cũng là một phép thử, đúng không ạ? Em cũng nghĩ là như vậy. Đại học không phải là chỉ đại học. Đó, nó cũng là một cái phép thử vì chúng ta có tận, thông thường là có tận 4 năm đại học. Các bạn có thể đi làm thêm thoải mái, làm thêm từ những cái công việc rất là bình thường, thậm chí là làm những cái công việc cao cấp hơn. Đấy thì đó là những cái phép thử của chúng ta trong cuộc sống. Nếu mà may mắn là thử đúng, tìm ra công việc mình thích thì ok. Còn không thử đúng thì thôi, mình lại thử lại, chả vấn đề gì cả. Nói đến chuyện thử, thử nếu mà đầu xuôi đuôi lọt rồi chúng ta sẽ theo nó tiếp, nhưng nếu đầu xuôi đuôi không lọt thì chúng ta phải dừng lại. Tôi có một cô bạn, cô ấy thi đại học vào năm 2013 vào một ngôi trường có thể nói là khá là danh giá ở Hà Nội. Có những người đã dành 7 đến 8 năm trời chỉ để thi vào ngôi trường ấy.
cô ấy đỗ. Tuy nhiên, đến năm thứ ba đại học thì cô ấy bỏ ngang. Và khi tôi hỏi lý do thì cô ấy nói rằng trường đại học không cung cấp cái thứ mà cô ấy muốn. Thì tôi hơi tò mò là không biết trong lớp của Duy Dương, bạn có những người bạn như thế không ạ? Em nhớ là ở quê ấy thì mọi người nhiều khi là cái thông tin về cái công việc tương lai của mình ấy, nó rất là mù mờ. Cái giai đoạn của em ấy thì mọi người cũng chỉ biết là vào trường này rồi sau làm cái công việc này thôi, ví dụ là vào ngân hàng thì làm ngân hàng. Thì em thấy là cái việc mà chúng ta ao ước vào một ngôi trường đại học và cái việc mà sau khi trải nghiệm cái cuộc sống rồi thì học tập ở trong trường đại học đó, chúng ta thấy khác xa với những gì chúng ta mong ước và chúng ta bỏ là chuyện cực kỳ bình thường luôn. Và em cũng có những người bạn như vậy. Các bạn học ngoại thương 1 năm, 2 năm các bạn không thấy hợp, bỏ luôn. Thậm chí là sau đó là thi một trường khác, thi ở Bách Khoa. Vậy thì với những cái kinh nghiệm và trải nghiệm bạn đã có hiện giờ, với những trải nghiệm bạn đã từng trải qua trong quá khứ, thì bạn nghĩ rằng làm thế nào để mà các sĩ tử có thể hiểu rõ là mình nên học trường gì, ngành gì, hay câu hỏi khó hơn là mình có nên học đại học hay không ạ? Theo em nghĩ là việc học đại học ấy thì nói là ai cũng cần học đại học thì không có đúng, nhưng mà nên học đại học nhá, Vì sao bạn lại nghĩ như vậy? nên học đại học với cái chuyên ngành cũng như là cái con đường mà mình mong muốn. Ví dụ các bạn muốn làm xuất nhập khẩu thì các bạn học ngoại thương là đúng rồi, vì ở trong trường đại học được đào tạo đúng những cái kỹ năng, những cái chuyên môn như vậy thì khi mà các bạn ra trường các bạn hoàn toàn có sự rất là thuận lợi. Còn cái việc ấy mà các bạn quyết định ấy, là các bạn học trường nào, nên đi theo hướng nào thì phải chính các bạn là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Thì các bạn phải tự khám phá, tự trải nghiệm và tự đưa ra quyết định cho mình. À, Và đại học điều là này một phép thử trong quá trình đó. đúng rồi, đại học là một cái phép thử của các bạn. Đôi khi là chúng ta phân vân đúng không? Phân vân là không biết là mình làm gì thì đi học đi. Quay lại một chút, nhưng bạn thì có thấy cái phép thử này quá đắt không? Tại vì thời gian tuổi trẻ của chúng ta cũng không có quá nhiều để mà phung phí. Hơn nữa, chúng ta chưa kể đến vấn đề thời gian là một này. Thứ hai là vấn đề kinh phí. Việc học đại học ở các trường đại học top không hề rẻ. Bạn nghĩ là cái phép thử này nó quá đắt không? Em nghĩ là nó sẽ rất là đắt với những ai mà không có điều kiện để tham gia vào chương trình học của một trường đại học nào đó. Còn nó sẽ rẻ và nó sẽ vừa phải với những gia đình mà các bạn may mắn là có điều kiện. Tuy nhiên, nếu mà thực sự các bạn đã khao khát đi theo cái con đường đó đến như vậy, đại học nó chỉ là một cái nơi gọi là xúc tác để chúng ta học giỏi lên thôi, rồi thì theo cái chuyên ngành đó dễ dàng hơn thôi. Còn nếu mà các bạn đã tìm ra được con đường cho mình rồi, cái con người tương lai mà các bạn muốn trở thành rồi, thì kiểu gì thì kiểu các bạn cũng sẽ tìm ra được cách để các bạn đi. Lý do học đại học, cao đẳng hay học nghề của mỗi sĩ tử là rất khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như học lực, định hướng nghề nghiệp, sở thích hay là điều kiện tài chính. Nhưng trước khi đưa ra quyết định, việc tìm hiểu cặn kẽ về từng lựa chọn là điều rất quan trọng. Cá nhân tôi thì luôn cho rằng học đại học hay học nghề, giáo dục sau trung học phổ thông là một bước đỡ rất quan trọng trước khi các sĩ tử bước chân vào thị trường lao động. Không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn, giáo dục sau trung học phổ thông còn góp phần định hướng tính cách của một con người. Xin được chúc các sĩ tử sẽ vững vàng với những lựa chọn của mình. Cảm ơn Duy Dương đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại! Môn học yêu thích nhất của bạn trên giảng đường là gì ạ? Tiếng Anh Môn học bạn ghét nhất? không có môn nào ghét hết. Điều gì khiến bạn thích nhất khi được làm trái với ngành học của mình? Thử thách bản thân, Còn điều ghét nhất? bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Màu bạn yêu thích là màu gì ạ? Màu xanh, Chiếc áo nào bạn thích nhất? áo ba lỗ Tại sao? thoải mái, Chứ không phải là một cái áo đẹp. áo ba lỗ cũng rất đẹp. Loài hoa mà bạn thích nhất? Hoa giun, Hoa giun. sư quân tử, gọi nhầm là hoa giun. Diễn viên yêu thích nhất của bạn là ai? Năm, bốn, ba. Ryan Gosling. Ryan Sở thích của bạn ở lúc ở nhà là gì? Gosling. Sở thích ở nhà của em có thể là chơi game, hoặc là đọc sách, hoặc là hát. Tình yêu đâu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm như con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trở lại.
dòng thời gian trôi như ánh sao băng. Trong khoảnh khắc của chúng ta, nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.